Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xóm Anime. Nene được mẹ đưa cho một cái còi báo động phòng trường hợp gặp phải kẻ xấu. Chỉ cần ấn một cái là tín hiệu sẽ được đưa đến điện thoại của mẹ liền. Xin cô, phiên bản nữ của siêu quậy nhà chúng ta đã quay trở lại. Và người chơi với cô bé lần này chính là bố Hiroshi. Thấy trời đẹp quá nên bố quyết định làm vài đường góp dù cả thằng con chơi cùng. Không biết có chuyện gì thú vị xảy ra hay không đây. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim chiếc còi bảo vệ của Nene. Tại nhà của gia đình Nene, chị Đại chào tạm biệt mẹ để đi đến lớp học dạy piano. Trước khi đi, mẹ đưa cho cô bé một đồ vật gì đó. Hóa ra là chiếc còi báo động an ninh. Mấy ngày gần đây thành phố rất hỗn loạn. Nene cầm lên rồi kêu píp một cái. Cô bé minh họa trực quan tiếng còi luôn, thật ngộ nghĩnh làm sao. Mẹ cười cười đồng ý với cô con gái, dặn dò nếu gặp phải người xấu hoặc bị kẻ gian bắt cóc thì phải ngay lập tức ấn vào chiếc còi này. Ấy thế mà chị Đại lại tưởng tượng ra nếu mình ấn thì sẽ có 7 anh chàng đẹp trai bước ra tặng hoa. Cái này đúng là lạc quan quá mức cần thiết rồi. Mẹ thì gượng cười, thầm nghĩ có mà 7 người xấu thì đúng hơn. Sắp đến giờ vào học nên Nene vội cầm lấy chiếc còi, chào mẹ lần nữa rồi ra khỏi nhà. Vừa đi trên đường vừa nhìn chiếc còi, chị Đại thích thú lắm bởi cô bé sẽ trở thành một đại minh tinh được người người săn đón. Đang trong cơn phê thì Xin đột ngột xuất hiện đằng sau bảo chị Đại giống một người phụ nữ cần tây hơn. Ấy, siêu quậy đúng là cái đồ phá đám, Nene vội phản bác lại. Trong lúc này, mẹ Nene đang xem chấm sao đỏ di chuyển trên điện thoại. Cô ấy nghĩ đến khả năng con gái sẽ ghét mình lắm vì theo dõi cô nhóc qua điện thoại thế này là không có sự riêng tư. Nhưng kỳ ghê, chấm sao mãi chẳng di chuyển gì hết. Sợ hãi Nene gặp bất trắc nên mẹ nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Xin và chị Đại thì vẫn đứng tranh luận, nếu không phải siêu quậy chắc cô bé bấm còi lâu rồi. Mẹ Nene vừa hay đạp xe tới, thấy mẹ nên con gái hỏi ngay. Xin cũng vẫy tay chào, mẹ cười cười thầm nghĩ sao lại dính tới nhóc khoai tây này cơ chứ. Nhưng thôi, không gặp chuyện gì là quá may mắn rồi. Nhớ ra chuyện quan trọng hơn, mẹ nhắc Nene mau đến lớp học piano, đến muộn là giáo viên sẽ tức giận và mắng đó. Cô bé vội chào mẹ và chạy đi. Về đến nhà mẹ mới thở phào, mở điện thoại lên xem thì ngỡ ngàng luôn. Xin bên này đang tung tăng trên đường, ánh mắt cu cậu va phải chị gái xinh đẹp đang đứng mời chào sản phẩm đồ uống hành động mới nhất. Và tất nhiên theo lẽ thường tình thì ai kia chạy đến tán tỉnh và bươi bươi ngay. Chị gái chắc bất lực lắm. Mẹ Nene cũng đang chạy lại phía quầy bán nước. Ủa, sao lại chạy đến đây vậy? Đúng chỗ của siêu quậy vừa đứng. Thôi xong rồi, lúc nãy ông thần cầm chiếc còi của chị Đại xem quên không trả, tiện tay cầm theo luôn. Mẹ thì thắc mắc sao Nene lại bỏ học mà đến siêu thị cơ chứ? Mà cái GPS này chỉ định vị gần chỗ vừa đứng thôi, bực ghê mà. Mẹ hỏi chị nhân viên có thấy con mình qua đây không? Cô nhóc có đôi mắt và đường viền má giống mình, mũi thì giống chồng cô ấy. Tóm lại thì là một đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu như thiên thần. Chị nhân viên ngờ ngợ ra, gật đầu bảo có gặp đứa bé ấy. Chị ấn tượng bởi Xin uống nhiều nước lắm. Điều này làm mẹ Nene hoảng hốt vì con gái mình đâu phải người như vậy. Chị gái còn nói thêm là đứa nhóc ấy giống củ khoai tây hơn là thiên thần, khiến mẹ chính thức bùng nổ. Quan, chị nhân viên một phen hết hồn vì dám nói xấu cô con gái cưng. Mẹ lại nhìn điện thoại và thấy vị trí của chấm sao đỏ thật quen thuộc. Siêu quậy trên đường đến chung cư của dì Musae. Gọi hoài gọi mãi chẳng thấy ai đáp. Hóa ra là dì ấy đang nằm như cái xác không hồn trên nệm, mắt mở to than đói. Hôm nay là một ngày nghỉ như thường lệ nên dì nằm nhà và cũng là ngày trước khi phát lương. Thằng cháu tốt bụng bảo có mua một gói snack, thực chất là miễn phí ở siêu thị. Chưa nói hết câu mà dì đã vội giật lấy đổ hết vào mồm. Sau khi biết là thức ăn cho Bạch Tuyết thì phun vội ra, quấy quá rồi hai ơi. Mà Xin có chuyện quan trọng hơn, đó chính là muốn mượn phòng vệ sinh của dì để xả lũ. Mẹ Nene cũng đã dắt xe đạp đến nơi, siêu quậy đã vệ sinh xong, chào tạm biệt dì rồi tiếp tục cuộc hành trình. Mẹ sau khi đi vào ngó nghiêng không thấy thì thở dài, không hiểu bản thân làm gì trong cái khu chung cư này luôn. Chấm sao đỏ lại tiếp tục di chuyển, siêu quậy bên này lại đau bụng. Và may mắn thay, cu cậu đứng trước ngay nhà vệ sinh công cộng, vô liền cho nóng. Mẹ đi theo chấm sao đỏ đến công viên cho trẻ em, GPS chỉ người ở xung quanh đây. Mẹ vào phòng vệ sinh nữ, gõ cửa hết phòng này đến phòng khác xem có con gái ở trong không. Tiếc thay đều có người và không phải Nene. Mẹ thở dài bước ra ngoài, nhìn phòng vệ sinh nam mà chợt nảy ra ý nghĩ. Có khi nào chị Đại chạy vào đó vì bên nữ đông quá hay không? Nghĩ là làm, mẹ bước vào ngay. Nghe thấy tiếng trẻ con ở phòng trong cùng nên mở cửa. Và bất ngờ chưa, Xin đang đứng lắc mông ở trong đó. Mẹ xấu hổ cuống quýt xin lỗi. Siêu quậy trách mẹ Nene sao lại đi vào phòng vệ sinh nam thế này, bất lịch sự quá. Chưa kịp thanh minh thì có anh thanh niên xuất hiện, u ớ khi nhìn thấy mẹ. Để tránh bị quê, mẹ vội bế Xin lên giả vờ đưa con trai vào xả lũ và bước ra ngoài. Xong việc thì hất cu cậu xuống liền. Mẹ hỏi cậu nhóc có nhìn thấy Nene ở gần đây không. Xin ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy cô ấy vừa chào tạm biệt sao? Mà sao mẹ lại biết chị Đại ở đâu? Cô ấy mở điện thoại lên. Thật buồn cười là chấm sao đỏ ấy không di chuyển và vẫn ở quanh khu công viên này. Mẹ cần phải gọi điện cho giáo viên ở lớp học piano mới được. Siêu quậy thì lại tụt quần bươi bươi trên con lắc. Sau khi nhận được tin lớp học sắp tan và chị Đại có ở đó, mẹ nhanh chóng phi xe đến, thấy con gái là chạy đến ôm chầm khóc lóc thảm thiết. May mà Nene an toàn.
Chị Đại thì chỉ thấy khó hiểu, Sinh vừa hay đi đến vấp phải bánh xe đạp nên ngã phịch cái. Tiếng còi báo động reo lên ầm ĩ. Cu cậu tưởng mình bị làm sao, nên lúc này mới sực nhớ ra có đưa chiếc còi báo động an ninh cho siêu quậy. Cậu bạn lên tiếng trách móc cô nhóc thật bất cẩn và đưa lại nó cho chị Đại. Mẹ sốc không nói nên lời, lấy con thỏ bông ra đấm thùm thụp để xả cơn giận trước hai đứa trẻ. Kể ra cũng tội, phí công phí sức xong kết quả là bạn con gái mình cầm nhầm, mẹ đấm thỏ bông là cũng đúng thôi. Tập phim lại là xin cô. Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng ra là ngày nghỉ thì bố Hiroshi nên phấn khởi chứ, ai lại ỉu xìu thế kia. Bố thở dài than rằng tuần vừa rồi không có ngày nào vui cả, công việc cũng chán ngắt, lại còn phải dự hội nghị. Không những thế, giờ muốn nghỉ ngơi tí mà hai đứa con cứ chí chóe. Hima với cu xin rằng có mãi một món đồ chơi, kết quả làm văng vào mặt bố, đúng là khổ bố quá. Lát sau, mẹ đi vào thấy chồng ngồi đó không làm gì nên bảo bố đưa siêu quậy với Bạch Tuyết ra ngoài đi dạo. Đương nhiên bố không muốn nhưng cũng không thể làm trái lời vợ được, thôi thì đành miễn cưỡng chấp hành mệnh lệnh vậy. Thế là hai bố con cùng Bạch Tuyết đến công viên chơi. Mặc dù đang mùa đông nhưng thời tiết khá ấm áp và dễ chịu, điều này khiến bố buồn ngủ. Bố ngồi trên ghế đá, ngáp ngắn ngáp dài rồi quyết định chợp mắt một lát. Ai ngờ mở mắt ra thì nhận thấy ngủ được một giấc rồi, Bạch Tuyết thì cứ đứng sủa bên cạnh thôi, chả biết có chuyện gì mà trông nó hoảng lắm. Ra là không thấy cu xin đâu, bố cũng ngó nghiêng xung quanh tìm thử nhưng mà không thấy. Đột nhiên, ông nhỏ từ đâu xuất hiện cùng với nhóm bạn của mình, thằng con nói câu, thế nháy bố, rồi cứ thế đi luôn. Ngay lúc này bố lại nhìn thấy mây đen kéo tới, có vẻ trời sắp đổ một trận mưa lớn nên bố đã ra sức gọi xin quay lại nhưng cu cậu đã chạy mất tiêu rồi còn đâu. Hết cách, bố đành quay sang Bạch Tuyết để rủ về trước. Không ngờ bố lại thấy một cô bé từ đâu xuất hiện và cũng chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Cô nhóc đột nhiên lên tiếng. Chú sao thế ạ? Sao biểu cảm lại ngờ vực như người mất hồn vậy? Cái đó phải là ngờ nghịch mới đúng chứ, bố nói. Ping pong, chính xác, con chỉ là đang thử chú chút thôi. Cô bé đáo để nói. Chú là bố của nhóc Hima ạ? Từ đặc điểm chú dắt Bạch Tuyết và dựa theo kết quả phân tích của con, chú chính là bố của Hima. Lúc này bố cũng ngờ ngợ ra rồi. Hình như đứa bé này tên là Shinko, là người mà mẹ Misae hay kể. Công chúa nhà mình rất quý Shinko, tới nỗi cô bé cực kỳ quý trọng con rối mà Shinko tặng, nhất quyết không cho anh xin mượn. Shinko rất tinh ý, cô nhóc nhìn ra được là bố đang có phiền muộn. Cô bé nói, con biết kiếm tiền rất là vất vả, thực ra không bằng lòng cũng không thể phản đối mệnh lệnh của công ty, bởi vì chuyện này cũng không nhận được lời khen của người khác. Mà theo con nghĩ, chuyện thế này qua bao nhiêu năm thì cũng như vậy thôi, nhưng mà bỏ đi, chỉ cần sống tốt thì nhất định việc tốt sẽ đến ạ. Hình như Shinko đang an ủi bố thì phải, mặc dù không hiểu lắm nhưng bố cũng cảm thấy ấm lòng. Cô nhóc còn đề nghị hôm nay sẽ đi chơi cùng bố nữa, nhưng trước tiên phải đi ăn đã vì Shinko đói rồi. Thế là Shinko dẫn bố tới một quán tít ở trong rừng, đi mãi mới đến. Được cái quán này khá đẹp, lại còn cho mang cả thú cưng vào nữa. Bố không ngờ là lại có quán như này ở đây, quả là thần kỳ mà. Shinko gọi một ly kem, còn bố gọi một ly cà phê rồi hai người cùng ngồi tâm sự. Cô nhóc còn nhỏ nhưng nói chuyện rất trưởng thành. Shinko bảo Hima và siêu quậy đều rất thương bố. Nghe xong những lời này, tâm trạng bố Hiroshi liền khá lên nhiều. Trò chuyện vui vẻ một hồi thì trời cũng tạnh mưa nên hai chú cháu quyết định đi về. Nhờ có Shinko mà hôm nay bố đã rất vui. Bố bảo muốn tặng cho cô bé một món quà để cảm ơn và cũng tiện mua luôn đồ chơi cho thằng con. Thế nhưng Shinko từ chối nhận. Cô bé bảo, chú còn tiền nhà phải thanh toán nữa mà ạ. Còn 32 năm nữa, còn dài lắm, bố nói. Mà sao Shinko đỉnh vậy, lại còn biết cả chuyện bố trả góp tiền nhà. Bố Hiroshi ngỏ ý muốn đưa cô bé về nhưng tiếp tục bị từ chối với lý do đó là bí mật cá nhân. Shinko bí ẩn thực sự. Lúc ra đến đường lớn, bố nhìn thấy bên kia đường là mấy món đồ chơi cu xin thích nên liền chạy vội qua để mua. Nhưng Shinko lại ôm chân cản bố lại khiến bố ngã đập mặt xuống đất. Như vậy còn may mắn chán vì ngay sau đó có một chiếc ô tô đi qua. Nếu không nhờ Shinko ngăn lại thì bố đã thăng thiên rồi. Bố đứng dậy định cảm ơn cô bé thì chẳng thấy người đâu nữa. Thật là khó hiểu mà. Tập phim Sân Gôn của nhà Nohara. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bố cũng được nghỉ nữa nên đã dành thời gian để tập chơi gôn. Đang tập thì tự dưng siêu quậy từ đâu đi tới. Cậu nhóc bảo đang chơi trốn tìm một mình, nhưng giờ chán quá nên muốn đổi sang chơi gôn cùng bố. Thế là bố Hiroshi để cho thằng con cầm gậy rồi chỉ cu cậu kỹ thuật đúng. Được rồi xin, đảo tay lên đây nè, con thuận tay phải, vậy nên tay phải của con phải ở phía trước. Đúng là bố dạy giỏi thật đấy, cậu nhóc khen bố mình hết lời. Bố Hiroshi được khen nên đỏ hết cả mặt, đắc ý vô cùng. Nhưng cây gậy này quá lớn với siêu quậy nên bố đã vào nhà tìm bộ chơi gôn mini mà mình mua cho thằng con hồi trước. Giờ bố tiếp tục làm mẫu và dạy xin chơi gôn. Đầu tiên là chọn vị trí đánh bóng, sau đó vung gậy theo hình tròn và cử động phần đầu và chuyển trọng lượng từ chân phải sang chân trái, đánh bóng thẳng đến điểm đánh bằng một lực mạnh. Bố giảng rất hăng say nhưng đến lúc giảng xong quay sang hỏi ông nhõi có hiểu không thì lại chẳng thấy cậu nhóc đâu. Ra là cu xin đang bận đi tán mấy chị gái xinh đẹp đi qua, thế là bố phải lôi xin vào để dạy tiếp, đúng là cạn lời với thằng con mà. Xin lấy lý do bảo phải chơi trên sân côn thật thì mới có cảm giác.
bố cũng chiều ý cậu làm luôn khu vực green, nơi cắm cờ gôn và lá đích đến của mỗi trận đấu. Đây là nơi mà người chơi cần phải đưa bóng vào. Giờ xin chính thức cầm gậy. Cậu nhóc vung gậy phát trúng luôn chân bố khiến bố đau ơi là đau. Bố bảo trước khi vung gậy thì phải đảm bảo xung quanh không có ai đã, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Siêu quậy định đánh bóng luôn nhưng lại không nhìn thấy chỗ green nên thắc mắc. Bố mới giải thích, lỗ đầu tiên của nhà Nohara Country Club là một cái lỗ dễ phải. Một cái lỗ như vậy sẽ được so sánh với chân của một chú chó nên được gọi là dog leg. Loại lỗ này vẫn còn quá khó đối với một người mới chơi như con. Nói xong bố cười hả hê, mắc cái gì đứa nhỏ mới chơi mà bắt nó đánh lỗ khó vậy, cha con nhà này hay hơn thua quá. Dù khó nhưng xin quyết tâm sẽ đánh được. Phía trước có một hố cát trong bẫy gôn, bố nhắc cu cậu không được đánh vào đó. Mà siêu quậy đâu có làm theo đâu, cậu nhóc đánh thẳng vào hố cát luôn mà. Để đưa quả bóng ra khỏi hố cát, nếu là bố thì bố sẽ không cố xúc bóng lên, chỉ cần đánh giống như ta đang đánh một quả bóng trên mặt đất vậy. Nhưng xin không có nghe, ông nhỏ đánh mạnh đến nỗi quả bóng bay tít lên nóc nhà, mãi không thấy nó rơi xuống nên chắc kẹt ở đâu rồi. Cu xin liền đập vào tường vài cái, tưởng không xi nhê gì, ai ngờ có tác dụng thật. Quả bóng lăn theo đường ống rơi xuống gần chỗ green, chỉ còn cách tầm 1,5m. Thằng con đắc ý, bảo rằng đúng như mình tính toán, đúng là tào lao mà. Giờ thì đưa thẳng bóng vào lỗ là được, nhưng siêu quậy cứ thích chơi trội. Cậu nhóc đánh như đánh bóng chày, thế là khiến quả bóng bay đi xa ơi là xa, gần như quay lại vị trí ban đầu luôn. Xin lần nữa lại khiến bố bị thương, cụ cậu đánh bóng kiểu gì mà khiến bóng đập thẳng vào mũi bố rồi rơi xuống bờ rào. Bố bất lực luôn nên bảo với xin hay thôi bỏ cuộc đi. Siêu quậy dãy nảy lên nói rằng, con sẽ không bỏ cuộc đâu, dù khó khăn đến đâu cũng không bao giờ bỏ cuộc, người đã dạy con điều đó chính là bố mà. Bố Hiroshi cũng không thể tin là mình đã nói ra những điều tuyệt vời đó, thế là bố quay ra cổ vũ thằng con. Nhưng cậu nhóc có nhảy thế nào cũng không tới được chỗ quả bóng vì bờ tường cao quá. Xin tính bỏ cuộc vì mẹ từng bảo, làm người thì quan trọng là phải biết từ bỏ. Bố nghe xong mà cạn hết lời luôn. Hết cách, bố liền cõng xin lên để cậu đánh bóng cho dễ. Xin vùng gậy kiểu gì mà cả bóng cả gậy đều bay đi luôn. Tuy lần này bố không bị thương nhưng vẫn xui cho bố vì cây gậy đập thẳng vào cửa kính xe của mình. Quả bóng cũng chả biết bay đi đâu nên giờ hai cha con phải đi tìm. Siêu quậy tìm mãi thì thấy cánh tay robot đã mất chứ không thấy quả bóng. Cuối cùng bố là người tìm thấy nó, chứ trông vào thằng con vô tích sự này thì không biết đến bao giờ. Bố vội bảo, giờ chúng ta phải đánh từ chỗ này, mặc dù hơi tốn thời gian nhưng phân khúc là chiến lược tối ưu nhất. Nếu đi thẳng qua đây vào khu vườn, chỗ lên green sẽ ngay đó. Sao lại vậy hả bố? Đánh trực tiếp qua mái nhà như thế không được sao ạ? Cụ cậu thắc mắc. Làm được điều đó thì siêu lắm, nhưng gần như là bất khả thi. Xin bĩu môi, bảo thất vọng về bố vì tưởng với bố không có điều gì là không làm được. Nghe mấy lời kích tướng như thế, bố không làm mới lạ. Để chứng minh khả năng chơi gôn của mình, bố đã thực hiện cú đánh này. Ai ngờ nó vào lỗ thật, điều gần như bất khả thi đã xảy ra. Không biết do bố Hiroshi ăn may hay thực chất bố là tay chơi chuyên nghiệp nữa. Mình thì cá là vế đầu tiên. Và đó là những câu chuyện thú vị của Xin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yeah, mata ne.